Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái việc cái kỹ thuật gọi là xen canh gối vụ. Cái kỹ thuật này là cái kỹ thuật mà cho phép ta khai thác cái tiềm năng của đất ở mức độ cao nhất. Cũng có nghĩa đồng thời là cho ta cái sự thu hoạch rau trái được nhiều nhất trên cùng một cái diện tích đất. Nghĩa là thế nào? Mình lấy cụ thể ví dụ luôn. Ở cái bách thì cái mùa hè nó rất ngắn để ta trồng cây. Thế nhưng mà mình sẽ phải lựa xem là với thời tiết này thì cây nào phù hợp, với thời tiết kia thì cây nào phù hợp. Ví dụ ở đây, hầu như các loại rau mùa hè của Việt Nam, các bạn nhìn đây, thì nó có thể trồng được khi mà nhiệt độ từ dương 15 độ trở lên. Vậy thì nếu như mà chúng ta chờ đến dương 15 độ trở lên chúng ta mới trồng cây thì trước đó chúng ta có khoảng 1 tháng đất để không. Chúng ta có 1 tháng đất để không rất là phí. Vậy thì chúng ta nên tìm cách là trước khi trồng các loại rau mùa hè, ta sẽ trồng những cái loại rau nào mà nó chịu được nhiệt độ lạnh hơn. Thì ở đây cái loại rau mà phù hợp nhất đối với thời tiết của Quebec đó là rau cải trong giai đoạn đầu. Rau cải sẽ chịu được nhiệt độ từ dương 5 độ trở lên. Như vậy thì thông thường thì cứ cuối tháng 4 tôi gieo rau cải hầu hết tất cả cái diện tích đất của tôi. Không có nghĩa là vườn nhà tôi trồng mỗi rau cải, tôi trồng tất cả các loại rau từ đậu, cô ve, mồng tơi, cải cúc, rồi rau dền, rau đay, rau muống, tôi trồng tất cả các loại. Đấy. Thế nhưng cuối tháng 4 thì tôi trồng hoàn toàn là rau cải. Tất nhiên là tôi trồng bằng cách là tôi đánh rạch hoặc không đánh rạch cũng được, nhưng sau đó thì tôi sẽ trồng xen vào khi nhiệt độ phù hợp cho các loại rau khác. Ví dụ cô ve, các bạn nhìn có thể nhìn đây, đây ạ. Đây là luống rau cải của tôi đã gieo từ cuối tháng 4 và bây giờ có thể tỉa được ăn rồi. Thế thì sau khi tôi gieo được 3 tuần thì nhiệt độ lúc đó đã là 15 độ dương rồi, thì lúc đó lại phù hợp cho rau đậu cô ve. Vậy thì lúc đó tôi đã, các bạn nhìn đây, đây là cây đậu cô ve ạ. Đấy. Tôi đã nhổ một cái chòm cải vừa để đặt cây đậu cô ve vào. Như vậy trong cùng một thời điểm, trong thời điểm này thì là vừa rau cải vừa đậu cô ve trên cùng một luống đất. Bởi vì là lúc này đậu cô ve nó còn bé thì những cái khoảng cách từ giữa cây nọ đến cây kia thế này thì chúng ta có thể tận dụng nó để trồng rau cải. Thế khi cái đậu cô ve lớn lên thì chúng ta sẽ, các bạn nhìn đây, tôi sẽ nhổ những cái rau cải xung quanh này đi. Đấy. Để tôi ăn trước. Đấy. Nhổ xung quanh để lấy khoảng không và diện tích đất cho cây đậu cô ve. Tôi cứ làm như vậy với tất cả những phần còn lại. Như vậy là vẫn có cải ăn, đậu cô ve vẫn lớn trên cùng một diện tích đất mà tôi vừa trồng đậu cô ve và vừa có rau cải ăn. Thì cái cách làm như vậy người ta gọi nó là xen canh gối vụ. Làm sao được khai thác cái tài nguyên đất một cách tốt nhất cho ta cái hiệu quả kinh tế lớn nhất. Tôi sẽ mời các bạn sang các luống rau tiếp theo của tôi. Mời các bạn theo dõi đây, luống thứ hai cũng là cải xanh, cải canh và đậu cô ve. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu tỉa xung quanh, tỉa hết rau cải xung quanh để ăn. Vâng. Luống thứ ba là hai loại rau cải. Trong quy hoạch của tôi thì chỉ có duy nhất một luống này là chuyên rau cải, nhưng mà có hai loại vừa để ăn, sau này tỉa dần và sẽ là để giống để ra hạt, là lấy giống cho sang năm. Đấy. Luống tiếp theo đây ạ. Các bạn nhìn đây thì thấy mỗi rau cải, nhưng thực ra là giữa hai cái rãnh rau cải này, các bạn có thể nhìn gần vào ạ, đây ạ, giữa hai rãnh rau cải này tôi đã gieo rau dền và đã lên cây rồi. Cây rau dền chỗ này được khoảng 1 cm rồi. Rau dền đỏ rất là bé đây, các bạn nhìn đấy. Thế thì bây giờ cây rau dền bắt đầu phát triển thì công việc tiếp theo là tôi phải tỉa, tôi phải nhổ những cái rau cải hai bên. Lúc cây rau dền còn bé thì nó chưa có nhu cầu nhiều về ánh sáng, tôi để. Nhưng mà khi mà bắt đầu nó lên rồi, cái rau dền này tôi gieo cũng phải được 10 ngày rồi. Thế thì khi rau cải lớn cứ bình thường thì sau đó là đến cái thời khi mà ta có cái nhiệt độ nó thích hợp cho rau dền thì ta bắt đầu gieo rau dền vào cái rãnh giữa hai cái rau cải. Và khi rau dền nó lên
khoảng 1 cm ta bắt đầu tỉa dần xung quanh. Đấy, cứ có nghĩa là rau dền lớn bao nhiêu thì ta lại tỉa rau cải. Và khi rau dền nó cao lên thì ta nhổ hoàn toàn rau cải ta ăn. Như vậy thì cái luống này của tôi là rau dền, rau cải. Còn cái luống bên này nữa sẽ là cải cúc, rau cải, cái rạch bên này. Tương tự mà các bạn sang luống tiếp theo. Ở đây, luống này của tôi là rau cải, một loại rau cải khác. Cái này gọi là cải ngồng đấy ạ. Và rau mồng tơi. Mồng tơi tôi trồng. Đấy. Giữa cái khoảng cách giữa mồng tơi là rau cải. Như vậy thì đầu tiên tôi trồng rau cải đã. Khi nào mà nhiệt độ thích hợp cho mồng tơi thì tôi trồng mồng tơi. Mà cần đất thì tôi nhổ cái chỗ rau cải cần thiết đi, tôi trồng mồng tơi vào. Và như vậy là trong cùng một thời điểm là tôi trồng được hai loại rau trên cùng mảnh đất. Đấy. Mời các bạn sang cái luống tiếp theo. Cũng vậy, luống này là rau cải ngồng mà mồng tơi. Các bạn thấy mồng tơi của tôi bây giờ đã, tôi đã cắt được ăn một lượt. Những một số cây to tôi đã cắt ăn. Bây giờ như ví dụ cái cây này bây giờ nảy mầm đây. Các bạn thấy này, đang nảy mầm rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn nào. Đấy, tôi đã cắt ăn những cái cây này lớn này rồi. Tôi đã cho, bây giờ cắt thì cách cắt là tôi sẽ để lại 4 cái lá to ở dưới thôi. Đấy, sau đó nó lên nảy mầm, vân vân. Cái luống tiếp theo. Đấy, các bạn có thể thấy ở đây tôi trồng. Thực ra quy hoạch của tôi nuôi luống này là mồng tơi. Nhưng mà trước khi mồng tơi này cũng là rau cải. Nhưng mà vì rau cải nó lớn rồi tôi nhổ tôi ăn hết rồi. Tại sao có rau muống ở đây nữa là vì là tôi gieo một cái luống rau muống ở bên cạnh. Đấy, luống rau muống ở bên cạnh. Nhưng vì nó thừa hạt. Đấy. Khi nó thừa hạt thì tôi mới mang cái hạt rau muống ấy sang cái luống này tôi gieo. Đấy, các bạn nhìn ở đây. Như vậy thì thành ra tôi có một cái luống rau mồng tơi mà lẫn với rau muống. Bây giờ tôi đang phân vân giữ mồng tơi hay giữ rau muống. Nếu tôi giữ mồng tơi lại thì ít nhất là 1 tháng nữa thì mồng tơi nó mới chạm vào nhau. Thì trong vòng 1 tháng nữa thì chắc chắn tôi đã được ăn một lứa rau muống rồi. Đấy. Thì đấy là giới thiệu qua với các bạn một chút về cái gọi là xen canh quý vụ. Là cái cách mà làm sao ta tận dụng cái tài nguyên đất tốt nhất. Và để thích hợp với nhiệt độ cây bách thì là có cây rau cải chịu lạnh sớm nhất. Cho nên là cuối tháng 4 là chúng ta nên gieo rau cải. Còn ngày nào thì các bạn nhớ là rau cải nó chịu nhiệt độ từ dương 5 độ trở lên. Thì các bạn ngâm giấm ủ giống trước. Nhưng mà cứ khi nào dương 5 độ là các bạn gieo cây ra, gieo cải ra vườn trước. Gieo vãi hoặc gieo gieo thành rạch cũng được cả. Rồi trên những cái luống mà các đã quy hoạch. Còn sau cái này khi mà nhiệt độ thích hợp với các loại cây khác thì các bạn mang cái cây đặt tiếp vào cái luống đó. Đấy, như vậy là chúng ta luôn luôn có 2-3 loại cây trên cùng một luống và được ăn rau rất là sớm. Như nhà mình bây giờ là cuối tháng 5 mình đã được ăn rau cải rồi. Đấy là cái lợi ích của cái việc trồng xen canh cuối vụ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, tạm biệt.